theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu đến miền Cesare Philippi, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực từ thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Đó là lời Chúa. Lời đầu tiên, con xin được kính chào cha xứ Phêrô, quý cha đồng tế, quý sơ, tất cả các anh chị em trong hai lớp cựu giáo lý Phêrô và Phaolô, rồi các anh em trong ban trật tự và toàn thể quý ông bà anh chị em. Đã lâu lắm rồi con mới có cái dịp đứng tại vị trí này để cùng với cộng đoàn hiện diện trong một thánh lễ. Hôm nay nhân ngày mừng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, cũng là ngày chúng ta mừng bổn mạng của cha xứ. Với thánh lễ này, chúng ta dường như rất quen thuộc, và có lẽ lịch phụng vụ đi vào trong tâm hồn của anh chị em. Đối với lịch phụng vụ là lễ trọng, nhưng có lẽ nhiều lúc chúng ta cũng không quan tâm tới điều đó, là bởi vì tình yêu của chúng ta đối với thánh lễ này lớn lắm. Cụ thể, chúng ta hiện diện nơi đây đông như vậy, mà trong một ngày thường, quả thực đó là một sự yêu mến. Anh chị em thân mến, hôm nay khi mừng lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta nhìn lại lịch phụng vụ của giáo hội, chúng ta thấy hai vị thánh này đều có ngày kính thiêng. Với thánh Phêrô, ngày 22 tháng 2 hàng năm, giáo hội mừng lễ thánh Phêrô, lập tông tòa Phêrô. Với thánh Phaolô, ngày 25 tháng riêng hàng năm, giáo hội mừng lễ với biến cố Phaolô trở lại. Thế thì đã có ngày kính riêng rồi, hôm nay lại mừng chung như vậy, thì giáo hội muốn nói với chúng ta điều gì? Trước tiên chúng ta đi tìm cái điểm chung coi, xem hai vị thánh này có cái điểm gì chung để mà mừng chung trong một thánh lễ ngày 29 tháng 6 tháng 5. Chúng ta thấy nơi con người Phêrô là một anh thuyền trại ít học. Nơi con người của Phaolô là một người uyên thâm về kiến thức, được học hỏi từ nhỏ với những bậc thầy nổi tiếng thời bấy giờ. Khác biệt lắm, thưa anh chị em. Rồi tiếp đến, nói về việc theo Đức Kitô, Phêrô theo Chúa ngay từ giây phút đầu tiên Chúa chọn gọi các môn đệ. Anh chị em nhớ, Tin Mừng đã nói với chúng ta, trong lần đầu tiên Chúa mời gọi, tuyển chọn các tông đồ, bốn tông đồ đầu tiên là hai cặp anh em, Gioan và Giacôbê, Andrê và Phêrô. Như vậy Phêrô theo Chúa ngay từ giây phút đầu Chúa gọi.
Còn ông Phaolô đâu có theo đâu. Ông bắt các tín hữu mà. Ông bị ngã ngựa, sau đó ông mới trở lại mà. Từ trước ông đâu có theo đâu, khác biệt nữa. Vậy thì có cái điểm gì chung? Chúng ta tìm hiểu điểm chung đó, chúng ta phải nhìn vào đời sống của các ngài. Đời sống của các ngài trình bày với anh chị em một đời sống của một con người rất là bình thường. Cũng có những lúc yếu đuối, cũng có những lúc cậy vào sức mình. Nhưng nhiều lúc trong cuộc đời của các ngài cho chúng ta thấy một lòng yêu mến Chúa và một sự khiêm tốn. Chính vì lòng yêu mến và sự khiêm tốn này, đó là điểm chung mà hôm nay chúng ta mừng hai thánh đó, thưa anh chị em. Vậy nếu như lòng anh chị em đã yêu mến hai thánh, thì chúng ta biểu lộ một tràng pháo tay mừng cho hai thánh. Nơi Phêrô chúng ta thấy ông thật là yếu đuối. Cái yếu đuối đó đến từ sự cậy vào sức mình. Ông đã từng nói với Chúa, ai bỏ thầy, con thì không. Ông khẳng định điều đó. Nhưng không lâu sau, ông lại dễ dàng chối Chúa ba lần vì một câu hỏi của một đứa tớ gái. Chúng ta thấy ngạc nhiên không? Rồi chính sự yếu đuối đó, ông nghĩ lại bản thân mình. Ông sống khiêm tốn hơn, ông yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn bằng chính sự khiêm tốn của mình để đón nhận lời của Chúa. Cụ thể tin mừng hôm nay, Thánh Matthew nói về sự việc Chúa Giêsu đã hỏi Phêrô ba lần, còn có mến thầy không? Ông nói rất khiêm tốn, lạy thầy, thầy biết con yêu mến thầy. Câu đó là câu của sự khiêm tốn, phát biểu trong khiêm tốn và phát biểu trong lòng yêu mến, thưa anh chị em. Còn nếu không khiêm tốn, có lẽ Phêrô sẽ nói rằng, con yêu mến thầy chứ? Con thực sự yêu mến thầy, điều đó là đương nhiên rồi. Nhưng đây ông bảo thầy biết. Như vậy Chúa biết là khẳng định cho lòng mến của ông là có thật, thưa anh chị em. Nơi Phaolô, sau biến cố ngã ngựa trên con đường Damascus đi bắt các tín hữu của Chúa, Chúa Kitô đã nói với ông, tại sao người bắt đỡ ta? Ông nói, đâu có bắt đỡ ngài đâu. Tôi bắt đỡ những người này mà. Có lẽ Phaolô lúc bấy giờ chưa hiểu, nhưng anh chị em chúng ta đang ngồi đây thì hiểu câu nói của Chúa ngay tại lúc Chúa hỏi Phaolô, là bởi vì Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với tất cả những người nghèo khổ. Có lời tin mừng nói với chúng ta. Chúa Giêsu đã nói, ai cho tha nhân dù một chén nước lã thôi, làm phúc cho họ dù chỉ vậy thôi cũng là làm phúc cho chính đáng. Như vậy thì bắt bớ các tín hữu cũng là chính bắt bớ Đức Kitô. Phaolô sau biến cố đó, ông được ơn trở lại. Nói như vậy thì dễ dàng quá, các anh chị em. Mà tìm hiểu ra, chúng ta thấy Phaolô cũng đã phải nỗ lực để suy gẫm, để suy nghĩ và để tìm kiếm. Ông tìm kiếm chân lý, ông tìm kiếm lẽ sống. Hôm nay ông gặp, ông mới có sức trở về. Và chính Phaolô trong khiêm tốn, trong yêu mến Đức Kitô, ông đã nói, lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Trong cuộc đời của chúng ta, trong mỗi lần cầu xin, anh chị em có bao giờ dám nói với Chúa như Phaolô không? Hay chúng ta có nhớ để nói với Chúa như Phaolô không? Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Tìm ý Chúa đấy. Mà nhiều khi cầu nguyện chúng ta lại vô tình kêu cầu Chúa thực hiện ý của mình. Hôm nay chúng ta tìm hiểu điểm chung đó, lòng yêu mến và sự khiêm tốn giữa hai vị tông đồ này. Niềm vui của ngày lễ đối với giáo hội, chúng ta vừa cùng nhau chia sẻ. Niềm vui ngày lễ của giáo xứ nó còn lớn hơn. Lớn như thế nào anh chị em biết rồi. Hôm nay chúng ta mừng bổn mạng của cha xứ Phêrô. Rồi còn hoàn hảo hơn nữa cái niềm vui đó, mừng bổn mạng của hai lớp giáo lý Phêrô và Phaolô, Phêrô và Phaolô. Mừng bổn mạng của các anh em trong ban trật tự.
Chính vì vậy, chúng ta thấy ngày lễ này nó rất gần không chỉ những người có bổn mạng mà còn tất cả mọi người trong giáo xứ nữa. Vậy thì mừng lễ cha xứ và mọi thành phần như chúng ta vừa nói, thế chúng ta mừng cái gì? Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi mình mừng mừng cái gì? Phải chăng mình mừng một cách chung chung, mừng bổn mạng thôi, cứ hàng năm tới ngày này mừng cha xứ rồi vỗ chàng khóc tay mừng ngài, tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ngài, thưa tốt đúng nhưng chưa đủ thưa anh chị em. Theo con nghĩ có lẽ cha xứ Phêrô của chúng ta đọc tiểu sử của thánh Phêrô và nghiền ngẫm thánh Phaolô, và rồi đương nhiên bổn mạng ngài chọn là ông bà cố chọn, chứ lúc đấy cha Phêrô đã còn nhỏ làm sao chọn. Nhưng mà ngài giữ cái bổn mạng đó là bởi vì tìm hiểu về thánh bổn mạng của mình. Có lẽ cha Phêrô rất vui vì ông Phêrô, bổn mạng của cha Phêrô đó là được Chúa gọi đầu tiên, trong bốn môn đệ đầu tiên đã được gọi rồi, vui chứ. Rồi thêm nữa, ở trên trời cầm cái chiếc chìa khóa hòm tiền đấy. Có lẽ vì vậy cha Phêrô vui hạnh phúc. Con nghĩ vậy thôi, con biết cậu Đoàn cũng nghĩ như con không? Nếu nghĩ thì mình phải chúc mừng ngài. Một tràng pháo tay. Nhưng đấy là nghĩ thôi nha, còn nghĩ thôi chứ còn không có khẳng định. Điều con khẳng định là cái điều này: hôm nay mừng bổn mạng của cha xứ, chúng ta mừng cho ngài vì ngài đã được Thiên Chúa đặt tên cho anh chị em. Để hiểu rõ điều này, chúng ta ngược lại thời gian vài ngày trước, ngày 24 tháng 6, mừng thánh Gioan Thiền Cô, mà giáo xứ chúng ta cũng có nhiều sự kiện khu họ và còn cha phó nữa. Thánh Gioan Tiền Cô, thiên thần trong hiện ra với Zacharias trong đền thờ, đã nói Thiên Chúa đáp lời cầu nguyện của ông bà. Ông bà sẽ sinh một người con và đặt tên cho con trẻ là Gioan. Thiên Chúa đặt tên. Như vậy, cha xứ của chúng ta cũng được Thiên Chúa đặt tên là bởi vì khi lãnh nhận bí tích rửa tội, mỗi một người tín hữu đều nhận một vị thánh để bảo trợ mình. Nhận một vị thánh để bảo trợ không có nghĩa chỉ là giúp mình trong đời sống đức tin hoặc giúp mình trong đời sống thường nhật được yên ấm, bảo vệ mình khỏi những hiểm nguy. Không chỉ vậy, mà qua việc nhận tên thánh đó, đó là chính Thiên Chúa đặt tên cho chúng ta. Do đó chúng ta dễ dàng hiểu tại sao chúng ta không gọi cha Túy mà chúng ta gọi là cha Phêrô, bởi vì ngài có cái tên Chúa đặt cho mình. Mừng bổn mạng mừng cái này. Và nếu như tầm mức như vậy thì theo con nghĩ ngày mừng bổn mạng nó còn lớn hơn ngày mừng thánh chức linh mục. Nói như vậy anh chị em có thể ngạc nhiên, con chia sẻ đôi chút. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được Chúa đặt tên, mà theo quan niệm của người Do Thám thì chỉ có người cha được phép đặt tên. Bởi vậy người ta mới hỏi ý kiến của Zacharias. Rồi khi ai đặt tên thì người được đặt tên thuộc về người đặt tên. Như vậy khi chúng ta được rửa tội là chúng ta đã thuộc về Chúa. Chúng ta đã được thánh hiến, con người cuộc đời chúng ta được thánh hiến dành cho Chúa rồi, ngay từ lúc nhận bí tích rửa tội. Diễn tả điều đó một cách sống động sâu xa và sát hơn nhờ thánh chức linh mục, nhờ lời khấn dòng để chúng ta hiểu cách tiệm tiến như vậy. Bởi thế mà chúng ta mừng bổn mạng cha xứ, chúng ta mừng Chúa đã đặt tên cho ngài. Và khi Chúa đặt tên thì chắc chắn Chúa sẽ đưa ngài vào quê trời mai sau. Đó là một điều chúng ta mừng cho ngài thâm sâu lắm thưa anh chị em. Chính bởi vì vậy mà hôm nay thánh lễ đã long trọng về phần tổ chức, về ý nghĩa phục vụ, về tầm mức của thánh lễ, mà còn hạnh phúc lớn lao trong mỗi tâm hồn chúng ta. Thì chúng ta cùng với giáo hội mừng hai thánh, cột trụ của giáo hội, cột trụ đức tin của các Kitô hữu, và mừng cho cha xứ của chúng ta trong ngày lễ hôm nay. Xin Chúa ban lời bầu cử.
của hai thánh Phêrô và Phaolô ban cho tất cả mỗi anh chị em chúng ta lòng yêu mến và sự khiêm tốn, để chúng ta nhận ra Chúa trong cuộc đời của mình, và để chúng ta có thể bước theo Chúa, chúng ta có thể sống với Chúa mãi mãi. Chúng ta cũng nguyện xin Chúa con được bầu cử của hai vị thánh tông đồ hôm nay, cách riêng thánh Phêrô, ban cho cha xứ thân yêu của chúng ta và tất cả mọi ban ngành đoàn thể, tất cả các ông các anh nhận hai thánh làm một bạn được ơn đức tin mạnh mẽ, để mỗi ngày trong đời sống thánh hiến thánh chức linh mục của cha Phêrô, trong đời sống giao truyền tin mừng và nhất là trong công việc truyền giáo của ngài không phải thiếu những khó khăn đâu. Có nhiều khó khăn không biết chia sẻ với ai, mà có chia sẻ cũng chẳng ai hiểu, cho nên chỉ biết cầu nguyện thôi. Mà Chúa thì không có nói tiếng người như chúng ta, Chúa chỉ linh ứng trong tâm hồn. Vậy thì phải có lòng yêu mến và có sự khiêm tốn mới nhận ra được tiếng của Chúa. Chúng ta xin Chúa chúc lành và bầu cử, chúc lành thánh hóa và ban ơn cho cha xứ của chúng ta nhờ lời truyền cầu của thánh Phêrô và thánh Phaolô. Tiếp tục dâng thánh lễ, chúng ta xin Chúa chúc lành và nhận lời chúng ta cầu nguyện. Amen.